Rồi, shop đồ có Đức Quý xin chào tất cả các anh em nha. Bữa nay mình có về cái lô Zippo, đó, Zippo Slim, Zippo dòng Zippo Mini. Thì theo tìm hiểu trên mạng á, trên mạng thì thấy nó nói là cái dòng này sản xuất rồi sau Thế chiến thứ hai. Thì mình về cái lô cần với máy thì nó có lẫn theo một cái lô Zippo. Đó, thì có 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 con. Đó. Nha. 8, 8, 15 con. Đó. Thì giá thì mình trên đây thì giá các sẽ bao ship cho anh em nha. Tại vì cái này nó nhỏ. Ship nó khoảng 25 ngàn, 25 30 ngàn thì mình sẽ bao ship cho anh em. Ship là mình ship code toàn quốc nha, anh em được xem hàng nha. Giá trên đây thì mình bao mình báo trên đây thì đã có ship nha, chung là mình bao ship rồi, mình lên từ con cho anh em nha. Nói chung mình cũng không có rành về Zippo nha anh em, thì mình có sao mình bán vậy đây. Thì mình lên một cái con đầu tiên nha, cái con chủ đề là ABC Storage này, Hawaii. Con này thì nó mớp đậu xíu nha nè, con này chắc mã Chrome nè. Con này thì Đại La Mã nha. Đó, con này là 14 La Mã, 14 La Mã, 14 La Mã, 14 là mã năm nào ta? 14 là mã như là năm năm 98. Này là con này là năm 98 nha anh em. Nói mình tra trên mạng chứ mình cũng không có nhớ được là mấy cái này là cái này là năm sản xuất rồi. Cái này là cái ký hiệu để là biết năm sản xuất. Còn cái chữ E bên đây nè. E bên đây á là cái tháng A B C D E là tháng 5. Đấy. Tiếng rất là ok nha nè. Cái này là vỏ là trùng hết cho nha nè, vỏ gục trùng hết cho nha. Anh em khỏi lo nha, cái nào không trùng thì mình nói nó không trùng nha, mình chạy cho anh em. Đây trong cái gục nó đi nè em, 14 mã. Rồi con này mình bán cho anh em là giá là 450 cho anh em, 450 con số 1. Con số 2, con số 2 là chủ đề là con cua. Đó, anh em xem nha, cái độ khít nó cũng nó là ok nha anh em. Đó. Khít nắp là thân ok nha. Nè, quay qua cho anh em coi nha. Chủ đề là Happy Marine gì nè, của Yamaha đấy anh em, nó gì nè, con này là đời 2 La Mã, 2 La Mã là lâu rồi nha anh em, 90 2 La Mã, 2 La Mã là năm 86 nha anh em, 86. Như bon bon luôn á, nhưng mình không quen ha, vỏ trùng ruột cho nên cứng quá. Nghe
người ta chỉ là anh em lấy, nhưng mà cứng đó anh em mà là lấy thì là sọc cái cọng dây thép hoặc dây gì á ngang cái lỗ trên đây nè đó. Rồi nắm rồi gì ra ha đó. Thì mình cũng đó, người ta chỉ với mình vậy đó. Đó, hai la mã nha. Còn cái tháng này là không khi nào mà trùng được nha anh em. Anh em nếu mà biết chơi á, thì sẽ hiểu cái này đó. Tại sao nó không trùng thì anh em lên mạng cứ cứ tìm hiểu này, tại sao nó không trùng. Nó trùng cái năm là ok rồi, còn cái tháng là nó ít khi nào nó trùng, hiếm lắm nó mới trùng. Rồi con này mình bán với giá là 550 nha anh em, 550. Con số 2 rồi, con số 3 nha. Con số 3 là con Hollywood nha, chủ đề là Hollywood đó. Anh em nhìn thấy cái nó khích chưa đó. Đó, không? Con này là đời La Mã là 11. Đời 11. 11 cái sau này anh em, 11 qua năm 95. Đấy, năm 95. Trùng nha. Nè, như con này là trùng nè, hai cái tháng nó trùng nè, rất là hiếm nha. Rồi con này 600 nha anh em. 600 bao ship. Rồi. Tiếp theo một cái chủ đề cũng là của Hawaii. Cái này là trường học thôi. Cái gì đâu biết. Rồi, anh em xem ngoại hình nữa, nó cứng khích nha. Ồ, con này gạch xéo nha anh em. Con này gạch xéo là khả năng nó rất là lâu. Gạch xéo. À, năm 86 nha anh em. Con này là năm 86 nha. 86 thì 2016. Cái này tiếng nó không thanh hùng nha nè. Đứa gà nó chắc nó yếu rồi. Đem về chỉnh đứa gà này. Con này 86 nha nè. 86 được mấy chục năm rồi nè. 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 Trùng với nhau ha. Đó. Rồi, con này 586. Mình nó hơi lắc nhẹ nè anh em, nó hơi lắc nhẹ xíu. Con này mình bán cho anh em giá là 550 nha. 550 bao ship. Rồi tiếp theo con số 4 nha anh em. Số 5. Con này chủ đề là bán đảo Guam ha, của Mỹ. Mẫu hình của nó thế này nha anh em. Là khích. À, con này là một gạch xéo. Vậy là con này sản xuất năm 1980. À.
Đây này một gạch là anh em là nhìn, anh em nhìn kỹ mới thấy nè. Đó. Nó mòn anh em nhìn kỹ mới thấy. Nó anh em thấy không nó. Cái này nè. Nè. Kỹ mới thấy. Đây hình 1980 ha. Đó. Rồi con này bán giá 600 nha anh em. Tiếp theo con này con màu màu đồng đồng thau ha. Đó, có khắc này khắc chìm nha. Rất là nhạy nha. Con này sản xuất năm 2000 thì cái giao thoa của cái kéo la mã và cái số sau này nó để, nếu mà con 201 thì để số. À, con này là vẫn là mã giao thoa. À, con này nó không có chủ đề gì hết trơn nha, nó chỉ có khắc mấy cái hoa văn vậy thôi. Rồi con này là trùng gió trùng gục nha anh em. Đó. Ha. 16 là mã. Rồi, con này 500 bao ship. Tiếp theo là con hoa văn này. Ha. Chủ đề nó hoa văn. Con này 25 mã là 580 86 87 gì đây nè, 85 86 87 gì đây, 85 85 hay gì, okay. 25 mã 586 86 gì nè. Đó. Hai là mã 86, con này nó rất là đẹp, nó ok rất là đẹp, nó tiếc một cái là nó bị cái bóng lề nó bị không khít. Nó làm cho nó dẫn tới cái này nó không khít nha, anh em nào xài vẫn ok nha, anh em thấy không, nó không khít. Hỏi chút đó, cái chỗ này để anh em bị khắc tên nè, nhãn xuất nó chừa lại cho mình để mình khắc sự kiện, khắc tên gì đây, nó bị nó cái này là nó bị khít, bị ấy, bị giống như là bị gích quá. Nó trời hên chung là chất lượng nó không sao. Đó, hai la mã đây nè, rồi con này đáng lẽ là mình bán giá 600 nhưng mà nó bị cái này là về anh em ra tiệm thỏ sửa sửa là nó khích lại liền nha, không mấy xài cũng vẫn được, thì con này bán với giá cho anh em là 450 bao ship đó. Rồi tiếp theo là một cái mấy cái con này, mấy cái con hàng ở dưới đây là nó không trùng ruột, vỏ với cái gục nó bị lai nha anh em. Đó, nó không trùng thì mình bán sẽ bán cho anh em với giá khác nha, giá cho anh em để xài cái này lên xài, chứ còn không sưu tầm được. Sưu tầm thì sưu tầm những cái hàng mà trùng vỏ trùng ruột mình mới sưu tầm đó, còn bên đây mình xài. Đó, anh em nào xài thì cứ mua cái này cho nó rẻ nha. Nó cũng là bang 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 là ok luôn. Đó. Đó, nó vẫn khích nha. Nè, khích này thì nó mức độ mà hao xăng nó sẽ thấp. Cái chủ đề cái này là dấu này, dấu chữ gì của cái biểu tượng gì không biết, Zippo nè. America Lexus cổ gì cổ điển Mỹ nha. Năm này là năm cái năm mà sản xuất con Zippo đầu tiên nè, 1932. Con này thì sản xuất được sản xuất năm 2000, năm 2001. Năm 2001 nha anh em, đó, sản xuất năm 1. Y là hình như là cuối là Y hay L gì đó, nhớ là 12 tháng.
rồi nha em. Đó con này 2.1, cái ruột của nó coi cứng này, lại cứng nữa anh em ơi, chắc là nhạy nha anh em. Quên nãy giờ mấy con kia mình hú quạt cho anh em coi, mới bán giúp bô lần đầu tiên nên cũng không gành nha anh em thông cảm nha, không có gành nha. Nó cái ruột của nó là ruột lai nè, thì là 4 là mã ha. Người ở trong cái bài mà mình đọc đó, thì người ta nói cũng không nhất thiết là phải nó phải trùng hết nha anh em. Đó. Cái gì chơi giúp bô là không có nhất thiết là trùng hay không. Đó. Trong cái bài đó nó nói vậy, nhưng mà mình sưu tầm thì mình thích thì ví dụ mà trùng nó sẽ hay hơn chứ. Đó. Cái bài đăng thì nó nói vậy thôi. Rồi con này mình bán cho anh em giá 300 nha. 300. 300 bao ship. Rồi tiếp tục. Tiếp tục cái con này nó chạm khắc nè anh em. Đó. Con này cũng khích nha. Con này cũng 2.001. Nhưng mà cái ruột của nó lại là cũng là 16. Đó. Nhạy nha. Đó, khích như thế nè, nhìn mình nhìn mình biết liền. Đó, nó rất là khích. Rồi con này cũng 300 nha anh em. 300 bao ship. Rồi. Cái con này thì nó hơi mỏng manh, ý hơi nhìn thấy nó hơi mỏng manh xíu do nó qua dân băng hoa này ha. Never change, không bao giờ thay đổi gì đó. Đặc biệt con này rất là ok nè, tiếng nó rất là thanh nha. Rồi cái con này nó cũng là năm 2006. 2006. Cái ruột của nó lại là 16. 16 là năm 9 mấy đó, 98. Này tiếng nó quá thanh, ok luôn. Rồi con này cũng 300 nha anh em. Con số 10. Rồi tiếp tục con số 11. Số 11 thì nó in luôn nha. Con này hơi lắc lắc xíu mà cũng khích nha. Con này thì thấy nó cũ cũ thôi anh em, đó. Thì con này là năm 2008. Tiếng cũng ok. Cái ruột của nó là gặp ruột hay là chín. Cũng có thể là cái vỏ này là sản xuất năm 2008, nhưng mà tới năm 2009 nó lấy cái ruột con này bỏ vô. Đó. Mới nào mới tin luôn này. Ốc quá trời mới luôn. Khích này ha, anh em thấy đồ khích không? Rồi, con này cũng 300 nha anh em. Rồi. Con này là chủ đề là Hawaii đến nè. Nhưng mà con này nó bị hư cái bản lề cho anh em, nó mất một cái bản lề đây rồi. Rất là ok, nhưng mà nó bị giống như sụp xịt vậy nè, xài vẫn ok được nha, mặc lại và nó cũng khích dịch luôn đó. Nó vẫn khích dịch luôn nha anh em. Rồi con này anh em sửa bản lề lại thì mình để cho con này là trùng ruột nha, trùng vỏ ruột nha anh em. Con này là 35 mã nè, ba gạch nè, ba gạch xéo, con này cũng khá lâu á,
3 gạch xéo, 3 gạch xéo, 3 với 2 2, 3 là cái 2585. Không, đúng rồi, 585. 585 nha nè. Ủa, con này 85. Nó bị xéo nhưng mà quạt nó không có đang hành thôi, nó không có đã. Rồi anh em sửa vấn đề lại hàng lại ha. Rồi con này mình để cho anh em là 200k cho bao ship nha. Rồi. Rồi cái con này là một cái chủ đề rất là mỏng manh dành cho phái nữ. Đó. Cái nó có cẩn một cái viên kim cương đây nè anh em. Là my love for you will never change ha, là tình yêu của tôi cho bạn sẽ không bao giờ thay đổi á. Tiếng rất là ok nha anh em. Rồi cái con này là năm 2013, sản xuất năm 2013 nha. Lửa rất là chạy nha. Tôi cái ruột của nó nằm nè. Đây ruột này nó trùng nha anh em. Đây là ba trùng nha. Đó. Đây là 13 con này trùng, trùng ruột. Trùng ruột mà khích vỏ rồi đẹp nữa. Rồi, con số 13 này mình bán cho anh em với giá là 400 bao ship. Tiếp tục con số 14. Con này thì hở chút cho anh em nữa, anh em thấy nữa không? Hở chút. Hở chút. Con này năm 2011. Nha anh em, đó. 2011 thì nó cái nắp nó hở chút xíu. Vậy anh em sửa bản lề lại. Đó. Con này cũng trùng luôn nha anh em. Con này trùng nha. Con này nó trùng, trùng vỏ, trùng ruột nha. Đó, nhưng mà cái nắp nó bị hở xíu này nè, yeah, chết cha. Đó, nó bị hở xíu nha. Trời. Con này mình bán anh em giá là 300. Nó bị hở. Rồi tiếp tục con Zippo màu xanh. Cái con này khá đẹp nha anh em. Con này thích nha. Thích gịch luôn nha anh em. Nhưng mà nó cái là nó bị cái lưỡi gà nó yếu quá rồi, nó không có bật bon bon nữa. Con này sản xuất năm 2001, ruột thì 2002. Đó, quá đẹp luôn. Nhưng mà nó tiếc cái nó bị cái lưỡi gà với nhưng mà cái lưỡi gà nó yếu nữa ha. Tiếc quá anh em đó. Rồi, con này mình bán cho anh em với giá 200 bao ship. Thì nãy giờ mình lên nó 15 con. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Đó 15 con thì anh em hợp nhãn con nào thì lấy con đó xài nha. Đó, mấy cái con rẻ thì nó không có nhất là nó bị hở, hở nắp chút xíu. Cái nào bị cái lưỡi gà yếu xíu. Rồi có mấy con thì nó bị không trùng vỏ hoặc bị lai thì bán giá khoảng 300 đổ lại. Còn mấy giá mà mấy con mà ok như con này với một dí dòng trên đây nè. Đó, là giá từ 400 trở lên nha anh em. 400 đổ lên.
rồi anh em thấy hợp nhãn thì anh em cứ liên hệ mình nha, số Zalo là 0769 390039 đó. Thì anh em có coi ở đây rồi thì anh em thích thì đặt nha. Mình nói là con này là Zippo Slim nha, những như cái dạng nó là mini, được sản xuất từ đầu từ những năm là sau Thế chiến thứ hai đó. Rồi anh em nào mà xem video mình đầu tiên lần đầu tiên thì nhớ đăng ký nha, để cái mấy video tiếp theo thì anh em được theo được 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 thông báo đó. Rồi xin chào tất cả các anh em nha.